Giờ cậu muốn gì? Nói đi. Tôi muốn ông nhượng lại toàn bộ cổ phần bên Hoàng Thổ cho tôi. Hoàng Thổ đang làm ăn tốt. Tại sao tôi lại phải đem miếng cơm của mình chia cho người khác nhỉ? Miếng cơm là một chuyện thôi. Nhưng vấn đề quan tâm nhất của ông bây giờ chính là cô con gái. Giám đốc Bách Hợp, ngoài chuyện kinh doanh giỏi, lại còn giỏi cả việc ngồi lê đôi mách đấy. Khâm phục, khâm phục. Gần đây tôi đang tò mò, không biết tại sao lại có mấy tâm hình liên quan đến chuyện tình cảm riêng của con gái tôi liên tiếp được gửi vào điện thoại. Thì ra đó là quà chuẩn bị của cậu. Cảm ơn nhé. Nhưng mà rất tiếc, tôi chưa có gì để đáp lại. Tôi nghe nói là ông đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua lại cổ phần của các cổ đông khác bên Hoàng Thổ. Làm việc quan trọng, đôi lúc cũng phải mất công đôi chút chứ. Tôi nghe là ông sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Khi mà các cổ đông bên đó biết là ông đang giáo diết thu gom cổ phần là để giải quyết chuyện cho cô con gái của ông. Cảm ơn đã nhắc nhở. Ông không nhượng lại cổ phần cho tôi cũng được. Nhưng nghĩ sao nếu như chúng ta bắt tay với nhau? Tôi có thể đảm bảo quyền lợi của ông không có gì thua thiệt cả. Thậm chí ông sẽ còn được nhiều hơn những gì mà mình muốn nữa. Alo, cháu nghe đây. Chú nói sao? Chú muốn triệu tập một cuộc họp hội đồng cổ đông. Vâng, được rồi, cháu sẽ cho sắp xếp, sẽ sớm thông báo lại cho chú biết. Vâng, chào chú. Nếu cần, ông có thể kéo dài thời gian chuẩn bị. Mẹ của tôi cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Vì vậy, chúng ta cần nhanh chóng kết thúc chuyện này. Tuệ Lâm không về cùng tay mình đúng không? Vâng, em hỏi đại cán rồi. Tốt. Để xem không có Tuệ Lâm, mẹ con họ xoay sở thế nào. Lý do tôi và các cổ đông đề xuất cuộc họp này chính là muốn thay thế vị trí của tổng giám đốc. Vị trí tổng giám đốc là do hội đồng cổ đông sáng lập đề xuất. Tất nhiên, hội đồng có quyền sa thải tổng giám đốc mình. Có điều trước khi đưa ra quyết định của mình, mong mọi người xem qua một số tài liệu. Ở trước mặt quý vị là bản báo cáo hoạt động của Hoàng Thổ trong vòng 3 năm trước đây, khi mà tổng giám đốc Minh không chịu trách nhiệm quản lý Hoàng Thổ. Còn đây là bản báo cáo kinh doanh trong vòng 9 tháng trở lại đây, khi mà tổng giám đốc Minh quay lại nhậm chức. Xin mời mọi người hãy xem và so sánh. Mọi người đang muốn sa thải một tổng giám đốc đang làm rất tốt vị trí của mình. Tại sao vậy? Tổng giám đốc Minh đã giúp Hoàng Thổ thoát khỏi thời kỳ làm ăn thua lỗ, lấy lại được vị thế của mình. Đặc biệt đã đưa Hoàng Thổ từ một công ty còn non trẻ trong lĩnh vực bất động sản trở thành một công ty có uy tín và được coi trọng trong lĩnh vực này. Chú Công, chú là một trong những số ít các thành viên gắn bó với Hoàng Thổ từ thời kỳ đầu thành lập. Thời điểm đó, Hoàng Thổ rất nhiều khó khăn, thậm chí là đứng trên bờ vực phá sản. Nhưng mà chú vẫn có thể chịu được.
Tại sao bây giờ đột nhiên chú lại muốn bán toàn bộ cổ phần của mình như vậy chứ? Tôi già rồi, tôi không muốn tham gia vào thương trường nữa. Nếu chú đang cần tiền để chữa bệnh cho con trai của mình thì chú yên tâm đi, cháu có thể giúp chú lo được. Chú hãy giữ lại cổ phần của mình, đừng bán nữa. Sau này chắc chắn sẽ giúp chú rất nhiều đó. Muộn rồi. Tôi và ông ấy đã ký giấy cam kết việc thu mua cổ phần rồi. Các vị đọc tài liệu thì thấy rõ đấy. Đúng là trong thời gian qua, Tổng Giám Đốc Minh đã có công vực dậy Hoàng Thổ. Nhưng việc chúng tôi muốn sa thải Tổng Giám Đốc Minh có cơ sở của nó. Chúng tôi còn được biết rất nhiều đối tác mà Hoàng Thổ đang nhắm tới không muốn ký kết hợp đồng với công ty nếu cậu Minh còn là Tổng Giám Đốc. Giám đốc Ngân hàng Toàn cầu tuyên bố sẽ không cho Hoàng Thổ vay vốn nếu giữ nguyên vị trí Tổng Giám Đốc hiện nay. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều đối tác sẵn sàng đứng ra ủng hộ Tổng Giám Đốc Minh. Chưa kể Tổng Giám Đốc Minh làm việc tùy ý, tùy quyết tất cả những vấn đề mà không thông qua hội đồng. Cách đây 4 năm, bất chấp khó khăn của công ty, bỏ đi làm việc riêng. Mặc dù chủ tịch có giấu giếm cỡ nào, làm sao mà chúng tôi không biết. Đến khi về thì nhận người vào làm việc một cách tùy tiện. Nhận cô Linh là gián điệp của Bách Hợp vào làm tại Hoàng Thổ, để cho Hoàng Thổ không ít khó khăn. Giám đốc Linh không gây tổn thất cho công ty. Chính cô ấy là người đã đưa dự án Calori Vari về với chúng ta. Đừng lôi cô ấy vào chuyện này. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng cô Linh là gián điệp. Và chúng tôi cũng có bằng chứng Tổng Giám đốc Minh có tư tình với cô Linh, nên bất chấp mọi nguyên tắc của công ty giữ cô Linh ở lại công ty. Giám đốc Linh còn chia bè, chia phái, gây mất đoàn kết nội bộ, gây ảnh hưởng đến văn hóa của công ty. Các cổ đông có mặt ở đây, những ai đồng ý sa thải Trần Nguyên Minh ra khỏi vị trí Tổng Giám đốc? Tổng Giám đốc Minh làm việc tùy tiện, cảm tính, không đáng tin cậy. Tôi đồng ý anh ạ. Đúng vậy. Mặc dù có chút đóng góp, nhưng mà Hoàng Thổ gần đây chịu quá nhiều búa rìu rượi. Dù sao thì chúng tôi cũng muốn Hoàng Thổ có một bộ mặt mới. Như vậy là rõ rồi. Vậy thì ta biểu quyết nhé. Ai đồng ý sa thải Trần Nguyên Minh ra khỏi vị trí Tổng Giám Đốc, xin giơ tay. Như vậy là quá bán rồi đấy. Tôi xin tuyên bố tôi không đồng ý.